Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ngày hôm nay tất cả mọi người phải giơ tay lên. À giống quá, à giống mỹ nè. Ai biết, chị giơ tay lên chi, tại cái nắp chị nó chưa có tắm. Không, đúng rồi, cái gì mà cái nắp chưa có tắm vậy, cái gì mà nghe hôi với chị Bánh Đa. Đó, em đang định rủ mọi người tham gia một cuộc phiêu lưu mới cho em. Phiêu lưu? Ở đâu? Một cuộc phiêu lưu này bảo đảm tất cả các bạn fan đều sẽ thích. Tại vì biết sao mèo, tại vì chúng ta là những cướp biển mà, hiểu không? Mà những cướp biển thì không phải cứ vô đây rồi làm cái gì đây. Cái này cái nhà hàng á, ai mà thèm làm nhà hàng mèo. Ai mà thèm làm nhà hàng hả? Làm cái nhà hàng này đây. Chứ làm cái gì tới già? Cướp biển của chúng ta không phải là làm nhà hàng, mọi người hiểu không? Cướp biển ai mà đi làm cái này tào lao quá mèo ơi. Trời ơi, cướp biển hồi xưa khác, cướp biển bây giờ khác ông ơi. Giờ còn cái chỗ nào đâu cho mình đi cướp? Trời ơi, nói tới cướp biển mà nó không có chỗ đi cướp, là tôi có một thế giới cho tụi mình trở thành cướp biển thật sự luôn. Khoan nghe nè. Mèo. Ủa gì vậy? Bà đi đâu vậy? Bà bắt hàng của tôi. Ủa bà nhiều chuyện quá bà ơi. Ai mời bà đi đâu đi nè? Qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè. Tôi bây giờ không thích cướp biển nữa, tôi thích cướp cảng hả? Đây, để tôi giải thích cho mèo nghe. Tụi mình là tên là team cướp biển đó mèo. Nhưng đó, mà tụi mình đã lâu quá rồi, không có lên thuyền, không có đi phiêu lưu, không có chinh chiến, không có gặp Lữ Phi, đồ các kiểu. Đúng rồi. Không ăn bằng tay ác quỷ á mèo, mèo nhớ không mèo? Đâu là trời. Lâu lắm rồi tụi mình không làm gì mèo. Mình không có làm, biết mình bị nục mỡ đó mèo ơi. Đúng rồi, biết sao đây, mình là cướp biển mà đi mở nhà hàng rồi. Bảo vệ này về nó bé xa. Tôi đang làm cướp biển hoàng lương ông ơi. Ôi, bây giờ á tôi định rủ mọi người tham gia chiến phiêu lưu của tôi nè. Mọi nhưng người mà tôi chỉ thích cướp trên cảng thôi nha. Thực hiện một chiến phiêu lưu cướp ở trên trời. Cướp trời ơi. Đúng rồi. Wow. Mày sao chị, mình đã hay sao chị? Chị đang tắm xong mà chị đi liền nè. Chị từ hồi nghe chị nói là chị phải tắm rửa sạch sẽ chị đi nè. Mấy bạn hay sao mấy bạn? Nếu mà chúng ta cướp biển ở trên trời, à phải gọi là cướp trời đúng không ta? Mày vậy? Cướp biển trên không đi. Không, cướp biển trên không. Đúng rồi. Đúng rồi. Nghe từ nó nghe hay hơn đó chị Panda. Cướp biển nghe thô tục quá, trên không thô tục lắm, mình làm cướp biển thiên đường. Cướp biển thiên đường đúng không? Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau trở thành cướp biển thiên đường. Cướp biển thiên đường đi mọi người. Đúng mọi người. Nếu mọi người thích cái video này, đừng quên cho mình 100k like nha mọi người. Nếu mọi người cho 100k like thì mình sẽ cố gắng làm nhiều cái phiêu lưu cướp biển trên thiên đường này nha mọi người. Còn bây giờ thì mẹ chị Panda ngồi dậy. Sao mà nè, lên đảo trên thiên đường và chế tạo cái con tàu có thể bay được trên trời và đi cướp biển. Wow, đi nè. Thôi đừng, trên trời có nhiều đảo lắm, mình phải bơi qua mấy cái đám mây á, trời á mèo. Wow, đó vậy? Đã lắm, bây giờ thì cùng nhau đi à. Ờ, hình dưới này nè mèo, theo tôi nè. Hôm nay tàu chúng ta sẽ xẻ mây ra đi cướp thiên đường nha. Đúng rồi, các bạn nhớ cho mình 100k like nha mọi người. Chúng ta đã đến với hòn đảo cướp biển trên trời rồi nè mọi người ơi. Đâu, tôi có thấy cái đảo nào đây. Đâu. Nhưng mà trước hết tham quan đảo á thì chúng ta phải nói chuyện với thuyền trưởng nè. Ủa? Sau khi nói chuyện xong á, nãy tôi nói chuyện rồi, thuyền trưởng nó cho tôi một cái rương. Trong cái rương này á chúng ta có một bản đồ cướp biển nè. Ủa, sao cái... Ôi, cái này là đồ để chế tạo ra chiếc thuyền nè mèo. Đồ chế tạo thuyền hả? Động cơ thuyền. Ủa, nào cái miếng gạch và một cái ống dợm. Cái đó để chế thuyền hay làm gì? Cái này cái rương này mở qua được. Cái rương này rương kho báu của ổng lấy thì làm ổng. Cái này là chúng ta dùng để chế tạo chiếc thuyền thiệt nè mọi người. Nhưng mà cái này nó sẽ như thế nào vậy ta? Phải lấy đá, gỗ và cái gì á mèo ơi, hình như cái miếng ván không cho tôi nè. Dùng để chế tạo ra một chiếc thuyền nhưng mà cũng phải cần có động cơ nữa. Có hàng rào nữa kìa. Đúng rồi. Cái đảo này giống như đảo cướp biển hay gì á, thấy người ta ở đây không được lành lặn lắm. Ủa, nha. Ủa, có cụ già nè. Ừ. Đâu? Cụ già neo đơn. Ok, cụ già. Cái gì mà cụ già neo đơn ta? Giống cái con mình ông đó. Cái ông này nè, có giống chấm hai trên đầu. Mọi người lên nói chuyện với ông đi. Cho mình hỏi vậy ông. Ôi, ông chào mình kìa, hello cụ già. Cái ông này là họ rèn, mọi người ơi. Hello họ rèn neo đơn. Giờ ai cũng neo với đơn hết trơn rồi đó. Ôi, có nhiệm vụ nè mọi người. Sau khi nói chuyện với ông xong, ông kêu mình đi chặt giùm ông 15 khúc gỗ. Trời ơi, hình như là ông sẽ giúp mình xây được chiếc thuyền đi trên biển ấy. Ê, đi trên trời á mèo. Thuyền đi trên trời hả? Đúng rồi. Ê, đi lại đây. Ở đâu? Ê, đây là cái gỗ. Ê, có cây kìa. Thấy cái nhà này không? Chặt cái nhà này đi. Trời ơi, cái nhà của người ta mình chặt. Nè, gỗ này mình chặt ra được nhiều hơn. Đây thôi. Trời ơi, rồi cho ông hút cái cây rìu rồi, mình không cho cây nào luôn. Thì bởi vậy á, có cây rìu sẵn để tôi chặt theo nhà chứ ai nói cho tôi. Ủa vậy hả? Nè, ôi, cái gì vậy? Thấy gì hiện lên trên trời á? Thấy gì hiện lên đó mẹ, hình như có bản gì á. Có bức kế đảo gì nha. Rồi đây, để em lấy luôn chị Panda. Rồi lấy đi. Xong, em lấy được nè. Ông kêu chặt bao nhiêu khúc gỗ hả? Ông kêu chặt cho ông 15 khúc mà tôi chặt cho ông 16 khúc luôn. Quá thừa. Xong rồi. Ôi, hoàn thành nhiệm vụ, cho mình nguyên một cái rương nè. Wow, kho báu hả? Ủa, cái rương có gì đâu, mọi người lấy hả? Đâu có. Lấy đâu, trời đất ơi. Ủa, cái gì vậy, chơi kỳ không, trong già nè. Ê, mình lựa gần cái rương nó bật ra. Hình như hồi nãy nó bật ra, mà nó văng hết đồ ra rồi, thấy gì á, cho chị Panda trong người chị có không? Không, chưa có gì hết á mẹ. Thôi ông nè, ông troll mình rồi mèo ơi. Như là bây giờ chúng ta phải đi chặt gỗ này nè, lấy cái gỗ này nè. Dùng cái gỗ này để chế tạo ra chiếc thuyền. Trời ơi, vậy biết chuyện này mình lấy đâu để mình chế luôn đi. Em
rồi, lấy cái này nè chị Minh Đa, cái cột này nè chị Minh Đa. Đúng rồi, hàng rào. Hàng rào. Rồi như hồi nãy chị thấy có một cái hàng rào mà hút. Nè nè, hàng rào nè. Ui, hàng rào nè. Cái gì nữa? Hàng rào cộng với lại cái thùng này là cái thùng gì á? Đây nè. Phải không? Cái hàng rào kìa. Phải không vậy? Chắc cái hàng rào luôn. Nè, hồi nãy ở đây có cái bản đồ cướp biển nè mọi người. Ủa, wow, nguyên một cái bản đồ hòn đảo này tên là hòn đảo nhà. Trời ơi, tưởng cái đảo này tên gì hoành tráng lắm, ai ngờ tên nhà. Và cái hòn đảo này á được mấy cái đám mây mù sấm sét nó bao quanh. À, vậy kìa, mấy cái đám mây mù sấm sét bao quanh là chắc là bao quanh mấy hòn đảo còn lại đó mọi người. Chứ phải bao quanh đảo của mình cho người ta đừng phát hiện hả? À, chắc là vậy đó. Nhưng còn mà bây giờ thì đi kiếm đồ đi ha. Nè, cái thùng này nè. Đó, cái thùng đó. Rồi xong. Thiếu cái gì nữa? Thùng rồi. Còn cái gì nữa? Rồi để tôi coi coi. Hai cái ván gỗ nè, cái thùng và một cục đá. Cục đá nè. Ê, đây đá không? Mọi người. Ở đây, ở đây có đá nè, ông có thấy cái này phải là đá không? Chứ còn gì nữa, này là nhất định là đá rồi, đặt ra đi mọi người. Chắc là phải chế cái cúp không ơi, không phải là bể đá. À đúng rồi, à tôi chặt thêm gỗ nha. Ờ lấy gỗ đi. Chặt thêm gỗ, ở đây cũng có đá nữa nè. Ờ ơi, chế bơ. Gỗ rồi chế ra cái cúp rồi dẹp cái gì. Rồi làm bàn chế tạo đi. Cho, làm một cái bàn chế tạo ở đây. Ờ cái bàn chế tạo nhìn cũng lạ đời quá ha. Đúng rồi, phải như vậy thôi. Đây, tôi sẽ chế tạo ra một cái cúp đi ông. Chết rồi, tôi không đủ lắp mèo ơi. Làm gì không đủ, để tôi chặt cái cúp. Đủ lắp rồi, đây, cái cúp đây. Xong, có cái cúp, đầu cục đá kế bên luôn. Này nè, ừ. Rồi, ủa cái cục đá này sao sập? Em bể này, bể đây. Bể chưa, bể chưa? Bể rồi. Rồi, sau đó chúng ta có đá. Phải đúng đá đó không ta? Tôi đúng. Thấy cái đá này nâu nâu sao mèo ơi? Thì mình cứ thử trước đi. Rồi, xong. Nếu như sai mình đi tìm đá khác đúng không? Em nghĩ là không phải đâu, mình đá thấy rồi. Lộn đá, lộn oh đá. My God. Đây, lấy cái đá này nè, hình như nó là cái đá mà... Cái đá bệt bệt nâu nâu á. Ở đây có mấy cái nhà gì nè. Đem lấy đá coi. Nấu lên cho thành cục đá bình thường á. Để mèo chạy vô đó mèo kiếm thử coi mèo có gì không mèo. Có bình bông quá trời bự luôn. Trời ơi cái nhà này cũng trống lóc rồi, coi có cái loại đá nào mà giống trong cái hình nó cần không ta. Nhà này làm như không có rương. Ê nè mấy cái rương cái cửa nè. Ủa sao hiện bản đồ nữa rồi. Mấy cái thùng hàng cái cửa nè, bản đồ gì? Cái bản đồ nó cứ hiện lên hoài rồi, để kiểm tra thử coi. Ê ở đây có loại gỗ nè, có đồ ăn quá trời luôn. Wow. Lấy đồ ăn đi chị Bánh Đa. Lấy đồ ăn hết luôn. Trời chứ đồ ăn sao? Quá chừng luôn. Rồi mọi người tranh nhau lấy hết. Ơi có đá nè mèo. Ủa cái này phải đá, cái này là len. Len hả? Ừ. Rồi ông nhìn cái nào ra đá, cái nào là len. Ủa cái này nè. Ê hình như tôi đủ đồ rồi nè mọi người. Đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Tôi chế đi. Tôi chạy lại tôi chế thử coi coi được không nha. Rồi bây giờ á, theo cái bản chế tạo thì á, nó phải là cái cục nào ta? Đâu rồi? Đưa cái bản đồ đây tôi cầm tôi coi cho. Không phải, để nãy tôi làm rớt cái này rồi nè, rớt cái này. À, đúng không? Ôi, ở đây có thịt nữa nè, hên thiệt á. Để cái làng này làm như đi đâu cũng sẽ có đồ. Ơi nè, chế tạo được luôn. Ô. Rồi xong. Để tôi ra cái tôi đặt chiếc thuyền ra nha mèo. Cho coi cái thuyền bay của Tinkerbell ơi. Cái này không có thuyền bay của Tinkerbell mà cái này thuyền bay của tụi cướp biển mày hiểu không? Cướp biển á, cướp thiên đường. Rồi, để tôi đặt ra thử coi. Cái ôi, đẹp quá nguyên chiếc thuyền luôn. Trời ơi, đẹp quá. Wow, chiếc thuyền này thiệt là đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, có ai thấy chiếc thuyền này đẹp không mấy bạn? Các bạn mà thấy đẹp comment phía dưới cho mình biết luôn nha. Ok, ông này ra ông tiễn mình vậy đi nè mèo. Wow, vậy Banda, mèo. Cái gì? Bây giờ chúng ta cùng nhau lên thuyền nè. Wow, ôi, ôi. Thuyền này đứng lên được nè. Tôi đã xem dữ gì nè. Trời ơi, chiếc thuyền đẹp ghê á. Chỗ này nó đứng được luôn hả? Tôi sẽ đứng ở chỗ này tôi lái thuyền nè. Chị ngồi ở đâu? Chị ngồi dưới chị Banda. Chắc là tôi chị Banda ngồi lên được không ta? Được. Ê, cái này chúng ta còn có cái chỗ chứa hàng nữa nè. Wow. Tôi sẽ bỏ hết đồ vô. À quên, bỏ chừa cái vật tổ trình sinh theo nè, thịt theo nè. Rồi tôi bỏ hết mấy cái cúp này vô đi thôi, khỏi đi, tôi bỏ cái hàng rào vô. Xong rồi. Xong chưa? Xong hết rồi. Rồi thuyền trưởng lên lái đi. Để tôi lên lái thuyền nhàn chéo. Nè mọi người lên thuyền đi mọi người. Leo lên chị Banda. Wow, này nhảy lên rồi nè. Rồi xong bây giờ để tôi coi thử coi hòn đảo phía trước của mình là hòn đảo nào nha mọi người. Đảo ôi. Phía trước hả? Kìa, hòn đảo phía trước là hòn đảo Sa Mạc. Ủa nó mọc cái bản đồ này kìa hả? Thì ra tôi nhìn thấy rồi nè. Nếu okay. Mà tôi dùng giống dòm tôi có thể dòm thấy một cái hòn đảo Sa Mạc đằng trước nha mọi người. Rồi, thuyền trưởng ơi. Ủa nhìn tôi kìa, thuyền trưởng hút luôn. Tôi làm lơ thuyền cho thuyền. Rồi, tôi đi nha. Rồi xong luôn. Cái con thuyền nó đi nhanh thiệt luôn á. Mẹ chị Banda đi không kèm bị văng ra hoài luôn kìa. Ủa sao tới sa mạc còn nhanh quá vậy? Nè. Ủa gì lẹ quá vậy? Chứ sao nữa nè, tất cả. Đó, hai người lên tới đây chưa? Wow, cái thuyền cao tốc ghê luôn á. Ủa đây là lần đầu tiên mà tôi đi thuyền bay mà đi với một cái tốc độ vô cùng lạ lùng luôn vậy. Rồi bây giờ lên thử coi. Ê, hòn đảo sa mạc này có một cô gái mèo ơi. Ủa sao nguyên sa mạc có một cô gái vậy? Y như là một giọt nước giữa sa mạc vậy ta. Tôi không biết nên tôi nói chuyện cô gái này thử coi. Hello. Ôi, cô gái này đang đi tìm chồng. Cái gì vậy? Ừ, bà nói là bà đang tìm chồng của bà đó. Cho nên cứ đừng đứng với anh hút ơi. Ê chị ơi, cái này là nét hút của tôi nha, chứ phải chồng chị nha chị. À, thì ra chồng của bà đang bị mắc kẹt ở trong hang nhện ở trên núi á mèo ơi. Trời ơi, vừa vô mà có một cái nhiệm vụ đấy. Vậy giờ sao? À, mình lên mình cướp cái hang đó phải không? Ta đó là phải đi vô cái hang đó để giải cứu chồng bà ra. Rồi sau đó dắt chồng bà về nhà có bao nhiêu của mình cướp hết. Tào lao quá, mình làm cướp biển nhưng mà mình cũng phải có danh dự của một tên cướp biển. À, mình ơi. Làm cướp biển lương thiện đúng không? Rồi, bây giờ thì cái thị trấn này hình như là một cái thị trấn một bỏ hoang á mèo ơi. Bỏ hoang vậy nhìn nó dắt que nè. Hoang cái gì có bà đó bà ở
rồi. Ở có ông già đó nè. Rồi ông già neo đơn. Trời ơi ông già neo đơn. Không có nói ông gì hết. Ông già neo. Ông già neo đơn. Leo nè. Cái hang ở đâu chị vô chị cướp tới nè. Em không biết em đi lên trên núi đi nhìn cho nó rõ. Ở đây có đường mòn nè. Đó. Ừ, nó mòn lẳng rồi. Ở bên kia có một cái nhà nữa. Qua đây kiểm tra thử có không có nhà này có cái gì không. Rồi có cái nhà ở cổng rồi. Ôi, Kim Cương. Wow. Ở nhà này chính với Kim Cương luôn. Đâu hả? Đâu? Nè em làm cho tay em chúng ta ơi. Em giữ vậy. Em thấy Kim Cương liền luôn á. Cũng dành là cướp. Trong cuộc đời chúng ta không cần cướp mà hả Kim Cương tự danh hiến. Đúng rồi, còn bây giờ cái hang này mèo. Vô đây giải cứu chồng của bà hồi nãy. Chờ tôi một tí. Ê, âm thanh ánh sáng mèo ơi. Ông đang bị nhện tấn công kìa, tội nghiệp quá. Cứu ông đi. Cứu ông. Sao tấn công mà không làm gì hết vậy? Nhện nè, nhện nè. Đi đi nhện, nhện đâu có mèo. Chị bóc đồ chị ra cái. Quánh nó nè. Đánh nó con nhện chắc tôi nhện cho cưng đừng có bị dướng chân. Em cũng nha, quánh mấy con nhện luôn nè. À, chặt tên nhện chị Minh Đa. Nhện nó hồi sinh tên nhện đó. Ủa vậy hả? Tên nhện, giọng tên, giọng tên. Rồi xong luôn, chồng của bà nhìn bự. Ủa cái gì vậy? Ủa mình nhện nó về nè. Kìa, hai người gặp nhau rồi, đã tim luôn. Gặp nhau rồi nè. Rồi luôn, tôi thấy mèo tàn hình luôn. Ủa chắc vậy, vậy tàn đó bà ta. Ôi tội nghiệp hai vợ chồng quá, hai chồng phải xa nhau lâu ngày gặp lại nè. Ủa vậy đó. Bây giờ gặp nhau là thu thê giao bái đó, thấy chưa? Cái gì vậy? Thôi đi cái bà này mới làm ơi. Xấu á, chứ nãy giờ có tỷ gì đâu. Hai vợ chồng này muốn làm đám cưới với nhau kìa mọi người. Đâu thấy chưa? Chị ơi. Đúng rồi, chị Ba Đa nói đúng á, giờ gặp nhau là thu thê giao bái liền. Vậy là chị hôn phu của bà bị kẹt chứ không phải là chồng. Trời ơi. Đúng rồi. Ê thôi ơi, cái ông già này sao không có một cái chân? Đâu? Nè, hèn gì chị nói ổng neo đơn là phải rồi. Ủa, cái ông già này ông bị cột lên một chân, ông là cướp biển á chị Minh Đa. Ê, mình có nhiệm vụ mới kìa. Nhiệm vụ gì vậy? Giúp vậy? Ông này tìm mấy cái tơ nhện, 15 cái tơ nhện để làm bộ đầm cưới á mẹo. Ôi là la. Ê, 7 cái của chị Minh Đa. Tôi có 4 cái ở đây nè. Chị có 1 cái nè. Sao lại chị cắt nhiều lắm mà ít tơ vậy? Đâu, cắt hơi cưng lắm. Rồi, cái tơ nhện có đâu đây, ông vô cắt nữa đi. Đúng rồi. Cắt tiếp nè. Có mỗi 3 cái thôi đó. Đúng rồi. Ở trong đây chỉ có tơ nhện nè. Đâu? Đây 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 đây, hai cái nè, mọi người có cái kiếm vô đây cắt nè, đủ luôn rồi. Rồi đem đây. Đưa tôi kiếm sắt coi. Đây đây. Ôi đây con gà nè, con lông cừu nè, lấy hết luôn. Nè quá trời. Là phải lấy hết. Rồi đây. Cái nhà này nó đóng mạng nhện dữ dội thiệt nè. Rồi sao em đủ 15 cái nè. Tôi trần nhà có hai vợ chồng. Nhớ đi. Rồi xong cho cô nè. Sao sao? Rồi xong. Giờ muốn sao nữa? Hai vợ chồng này công nhận đã đời thiệt á. Nhờ mình lấy giùm 15 cái cọng dây rồi. Bây giờ còn kêu á mình đang cọng dây đó hành á cái len đi. Cho ổng len đi, ổng mới vui được mèo. Len hả? Ừ. Ở đây nguyên cục len trắng vậy. Trên là tôi có sẵn 8 len ở đây nè. Nhưng mà nhiệm vụ hình như là phải lấy 10 len lận. Còn ai có một len nữa không? Cho tôi xin một mèo. Mèo có len đó. Quá, ở đây có nè, lụm được dưới đất rồi. Tôi tính chạy ra thuyền, tôi lấy cái len ở trong cái rương. À. Mặc kệ đi đưa cho bả nè. Hai vợ chồng này. Rồi, xong rồi đó. Ủa, ông làm gì vậy? Chuyện gì? Chuyện gì à, vậy? Ông dùng len cho ông may cái áo mới cho ông rồi kìa. Trời đất. Tưởng đâu ông may cho bả chứ. Trời ơi, ông kỳ. Đó, xong rồi đó. Ủa, ông dùng len còn lại, ông đang cho mình một cái cánh buồm mới kìa mèo. Ôi, sao vậy? Tuyệt vời quá. Hồi nãy tôi nghe ông nói ông còn dư len, ông sẽ cho mình một cánh buồm mới á. Ê, đi ra đây coi cái buồm của mình nó lạnh lẳng không? Ủa, cái buồm mình rách như là cái mùng của chị Panda vậy đó. Ê, ở đây có cái rương nè. Đó, đó, đó. Ở cái rương nè. Ôi, trong cái rương nè. À, ủa, đẹp ông cho quá. Mình thêm một cánh buồm nữa. Ông wow. Đang nè. Siêu đẹp luôn. Để cái bờm nó hình như nó giúp coi thử coi. Cái tàu mình bay nhanh hơn đúng không? Đúng rồi chị Panda. Wow. 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 Trời ơi con khách te tu như thường hết rồi. Nguyên một cánh buồm bị rách như là cái mụn của chị Panda nữa. Cái này nó như là mới ông mà tôi ơi. Ê chạy vô đây coi thử coi trong nhà này còn gì không? Mình cướp hết đi mẹ có ơi. Có cái bờm nào mới mới không lấy ra xài chứ cái bờm nó cũ quá. Cái bờm đó vậy là xài được rồi chị Panda. Ôi bờm đó nhìn nó xấu lắm. Rồi luôn không có cái gì mới hết á. Ê mình mở ra được cái hòn đảo mới nè. Được hả? Hòn đảo Pha Biến Linh. Hòn đảo Nông Trại. Đi qua bả. Đi qua bả liền. Nông chúng ta cùng nhau tiến qua hòn đảo Nông Trại nào. Nông Trại sẽ có nhiều ở đâu có Nông Trại là ở đó. Ê, có chị Minh Đa lên nhẹ dạ, dạ, dạ. Tôi lọt xuống rồi lọt qua mây luôn. À kéo tôi lên lại rồi nè. Sorry à nè tôi lên lại lên thuyền cẩn thận nha. Xong lên lại chị tí lái rồi mọi người ngồi chắc nha. Rồi chắc thôi. Ok bắt em sẽ cắn răng vô cái dây bơm. Em sẽ ngồi thuyền một cách bất chấp chị Minh Đa. Xong ủa cái hòn đảo Nông Trại bên này nè. Phải không? Ủa như nó có một đám mây. Có bò heo gì hết. Đám mây đang cuốn lấy cái hòn đảo chị Minh Đa. Ê vô cho thử thuyền á. Ôi chạy này mình đảo này mình vô được nè. Bình thường vô đây mọi người ơi. Vô ê lên đảo chi nhầm xuống vô nè. Chào vô kiếm ăn. Hòn đảo này làm sao mà có một cái đám mây bao phủ xung quanh nó vậy ta. Ê coi chừng nó bị hắc ám á. Rồi xong luôn. Giơ tay lên. Vậy là chúng ta là kẻ cướp thiên đường đấy. Mình không phải là kẻ cướp, mình là cướp biển thôi. Nè để tôi nói chuyện với bà coi. Ê cái cụ già ơi. Cái gì vậy? Rồi luôn. Mèo á mèo. Chuyện
nói cho mèo nghe nè, ông này ông nói cái ruộng của ổng á đang cạn kiệt nguồn nước á. Trời ơi giống cạn kiệt quá. Nè, mặc dù nước trên đó chảy xuống hồ nhưng ở đây rất là cạn kiệt và ông nói nước trong đây có vấn đề vậy mèo ơi, mình cần phải đưa ông hai lọ nước. Hai lọ nước đây nè. Ôi hai chai nước ở đây, sau đó lấy bánh mì của ổng luôn. Đó, thấy chưa? Cướp biển là phải như vậy. Rồi. Để đi múc nước đưa cho. Trời ơi, chắc là tôi phải chạy ra ruộng tôi múc miếng nước. Cần phải múc nước tinh khiết đó nha. Cái nước này múc có được. Đó, thấy chưa? Phải trèo lên trên này nè. Trời. Mình mới múc nước được. Tôi tưởng lên đâu nguồn đó mèo. Dạ, tôi tưởng là ông này cũng bình thường, ai ngờ đâu lợi hại dữ ha. Đó, ông này bắt mình phải bơi lên tới lên cái tên đó luôn mấy bạn ơi. Đây, ôi, ở trong cái hang này mèo. Vô hang luôn rồi. Có gì không nữa? Lên hang múc nước, chui vô hang. Đây 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 đây. Cái nước thượng nguồn ở trên này lận. Ủa gì sai dữ vậy? Ôi, còn ở trên đỉnh nữa. Trời ơi, gian nan vất vả quá vậy. Chị Banda, em đang cố gắng bơi lên mà chị nói cái gì vậy? Tôi có tội nghiệp quá, múc cái nước. Em đang múc nè, đó đó. Được hai chai chưa? Hai chai rồi. Rồi cứ múc bắt trớn từ trên nhảy xuống đi cho nó nhanh. Thôi, chị Banda chị đừng có xuống đi. Em bay xuống một cái là em thành cái biển quèo một cái giò chị bên đây. Đúng rồi đó. Nè, hai giò nước của ông nè. Xong rồi, ông đưa cho mình đưa cho ông hai chai nước xong ông kêu mình á là đi mai giúp ổng 20 cục đá ra đi nè. Trời đất ơi. Đó coi đã đời không mình ấy. Đây cái này không phải giống làm cướp biển mày ơi, giống vô đây làm tay sai. Cái này đi làm mồi á ơi. Làm mồi bằng thuyền cướp biển hả? Nãy giờ thấy có mình làm hả? Mày đâu rồi? Đây vô đây nè, thu thập đá ra nít ở trong này nè mày ơi. Để làm cho hai ông bà kia được cái bùm rách đúng không? Đúng rồi. Ông này không biết tới cho mình cái gì rách nữa đây. Em nghĩ là ông sẽ cho mình cái gì bằng đá trên thuyền ta. Thấy không? Mình là kiểu như mình khốn rách áo ơi. Cho bằng cho đủ rách. Đây. Trong cái hang này nè. Đâu hang nào? Bắt cua luôn. Đâu? Cái gì vậy? À, phải bắt cua lên. Nãy giờ cứ bơi lên đi lên tới trên cái đỉnh luôn nè mọi người, dùng hai cái dòng nước bơi lên mọi người. Trời đất ơi. Sao như kim cương. Wow. Chưa, em nó bị mà giỡn đâu. Đúng cái gì bọn em nè. Tôi gặp đá này phải đá ra nít luôn ta. Đây rồi, đá nít nè, đá này nè trời. Nào đi. Cái đá này nó có ở dưới mà tôi trèo lên tới đây là tôi đập nè. Trèo lên tới đây để mà ông lấy nước hả Hút? Sẵn tiện thì tôi lấy được 6 viên kim cương này thấy chưa? Ê, mẹ về đâu? Cắm đầu xuống luôn đi Hút ơi. Vậy? Đứng trên này cắm đầu xuống dưới luôn. Rồi tôi đang đập mấy viên đá cái phụ tôi đập đá nè cái mèo ơi. Đi đập ra phụ tôi đập đá. Ông cần bao nhiêu? 20 viên. Đúng rồi. Rồi đá nào đi? Ông tham quá à. Chị sẽ cộng dũng cưng. Tủ lên Hút ơi. Nãy giờ không ai cho tôi chị Banda gì để đào hết à. Trời ơi, hay lấy đồ chế tạo đi. Chị đang chế nè. Có đồ chế tạo mà, chờ chị chế xong là em đặt xong luôn á, 20 viên luôn chị Banda. Trời như vậy cưng sẽ có công nhiều một hồi ông tặng cho đồ lành. Ôi, rồi xong nguyên một đống nước luôn, em còn nhảy vô nước, em nhảy vô cục đá nữa, em còn đúng một máu luôn. Ủa đó, có đào xong rồi chị Banda. Ủa sao cũng giỏi như vậy? Vậy chị Banda. Rồi đừng nói là bắt em phải đi thu hoạch lúa cho ông nữa nghe. Em là em không muốn đâu á. Nè, qua ông nè em ơi. Quá, ông tiếp tục cho mình thêm một cái rương nữa nè mọi người. Đâu? Cái gì cho rồi? Trời ơi, ông cho mình cây đèn. À, chắc khu vực này nhiều sương mù nè, ông mới cho mình cây đèn nè. Chứ còn gì nữa. Vậy cứ lắp cái đèn nó vô đi. Gắn cái đèn vô. Trời ơi, cái đèn trước nè. Cái gì cái đèn dầu vậy á. Trời ơi, đi lên lấy đá cho ổng rồi lấy nước cho ông cho mình cây đèn mọi người ơi. Hôm nay mình đã có được chiếc thuyền, mình có cây đèn, có cục bồn rồi. Chắc là mình sẽ kết thúc cái chuyến phiêu lưu của mình tại đây. Mèo. Xuống. Thuyền của mình á là mình không muốn để cho mèo lái công hồi là hư luôn cái thuyền. Có gì đâu, phụ nữ lấy thuyền lái. Lái một cái là tôi rớt xuống luôn á. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình. Mọi người cho video này 100k like đi, mình sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu cực biển. Hiện tại thì mình chưa có cướp được ai hết á, mình toàn đi giúp người thôi à. Chắc tập sau là mình sẽ cố gắng đi cướp ai đó. Cái này là cướp biển hoàng lương rồi ông ơi. Ủa tôi muốn là cướp biển lắm luôn mà sao nãy giờ tôi toàn đi làm chuyện tốt không? Tại vì cái thành tâm của mình nó tốt quá đó hiểu không? Chắc là vậy rồi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.